làm cho rạng ngời trời tung mô chim không cứ lửa tô lầm mà xây cho ấm em mà rồi sao nữa rồi đây con tự thân mình lo toan mọi gì cho tròn dù con chớ quên con ơi phận gái lớn lên vì tao tương lai ai cũng phải lập thành gia thành sợ duyên làm dấu không đẹp giá bên chồng bởi thế cho nên mẹ có đôi lời căn dặn đằng sau này con nhớ đó để rèn gương phải sống hòa đồng cho kẻ mến người thương cố gắng đảm đương công việc của gia đình cho trong ấm ngoài êm giữ mãi con tim luôn thấm nồng bền bỉ lớn mấy kêu con nhỏ lại về lớn lên nè. Mở nhạc lên thế bỏ hơn xa ra xíu tại không có nhạc. Phần giờ hiền phải sắp xuống chung thủy. Còn phần dâu con phải tỉ mỉ mỗi điều. Mình mới nhập gia thì ta chịu khó luôn chiều. Việc lễ nghĩa ít nhiều con cũng biết nên đi đứng nói cười phải tùy lúc tùy nơi nếu để lỡ lời hay mời thợ buông lời là sẽ dễ gây ra những điều là không đáng đó còn cô rồi cô bác họ hàng gần xa dòm ngó chòm xóm chốc vào thiên hạ lái về trời giống gì nào không
rồi ngày mai ngày theo chồng về là thân gái nheo đeo cắt trở muôn. Kêu mấy đứa nhỏ quay đi, nào nhẫn kìa, mấy đứa kia kìa, 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 dòng phong đẹp mày đừng đóng mở ra luôn để hạnh phúc con trong lòng người đang trai những lời đem quý bao hay nghĩ lòng. Break break. Nghệ sĩ kỳ ta, nghệ sĩ khác nước hoài ta. Đó. Nè vô miếng đi. Rồi. Vô chú ơi. Kê hai tay rồi. Ê còn tay kia vậy vô. Ra chứ không có còn tay. Đợi đợi. Cho nó còn tay. Vô vô tay. Dù có được nhà chồng hết mực thương yêu. Con đừng tự tiêu mà gây ra là vợ chu toàn thì phải xử phải đảm đang siêng năng khéo léo giỏi giang vô lên 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 không muốn rồi nó lái xe hả không đứa chở không về đôi lời đưa gửi còn mong sao nhì nữ được nhẹn tròn tờ loan. Hay quá, hay quá, chúc mừng nghệ sĩ gái. Rồi mi hát bản gì? Hát xong ca con bản đi chơi luôn đi bản gì hả? Muốn nhạc hả? Nhạc chứ nhạc à? Bản gì? Đường tím bằng lăng hả? Mình mới thế nào mình chơi ba từ đây ha. Đó đâu mất tiêu rồi trời. Chơi xong ca đi sao? Đem ca bản này với nó.